Thank you.
Thank you.
lời luôn, không ai trả lời
chị ơi. Một ngày em chưa biết sinh nhật là gì chứ á, kiểu kiểu mà người ta chúc thôi kêu chúc sinh nhật nha, ơi sinh nhật ok vui vẻ. Không có ai mà kiểu mà tổ chức cho em á, chỉ có năm ngoái năm nay thôi, kiểu cũng vui á. Kiểu suy nghĩ kêu ủa ba mẹ mình nữa chưa bao giờ tổ chức mà người ngoài tổ chức cho mình á, kiểu hay là hạnh phúc có vui thôi á, không có gì chứ. Hạnh phúc thiệt luôn á, hạnh phúc là có thiệt nha. Cool.
Còn nói muốn
Anh nghĩ em sai không? Anh nghĩ em sai không? Nếu mà em sai á, là em sẽ sai rồi. Nếu mà em không sai, ủa anh nghĩ em đồng này không? Em chấp cả video này, chấp em sai luôn. Ôi trời, mọi người sai lầm nữa mọi người ơi. Em dễ điên thiên đồ thôi. Kiểu mà hả, em không biết gì hết trơn á, kiểu vậy thôi. Nhưng mà hả, ai mà uống với em hả, chết bỏ. Em nói không, một đêm sai bỏ rồi. Em mà sai nha, em mà hả, đi ra uống với em ha, em bắt một người vào mà. Em biết làm gì không? Trời, em chói vào em hiếp dâm. Em hiếp dâm tới khi nào mệt mỏi chán chê thôi. Mà mọi người biết khi nào mà em chán chê mệt mỏi không? Là khi mà em kiểu mà em không còn cái gì để mà chơi nữa. Mà mọi người biết khi nào mà em không còn gì để chơi không? Là khi em còn 50 tuổi. Mà bây giờ em mới 19 tuổi. Em mới 19 tuổi mà mọi người đợi tới 50 tuổi là mọi người chết với em luôn. Tới nay về luôn. Là em cho mọi người tới chết. Thôi mọi người cứ xác định đi là em cho mọi người tới chết. Thôi anh đi mon. Bữa sai là sai, bữa nay là bữa sinh nhật khác nhau. Not different. What the fuck? Nó khác nhau hoàn toàn nghe, nó khác nhau hoàn toàn. Ủa, sinh nhật mà không say, sinh làm gì? Mọi người có nghe cái câu mà không say đời không lẻ không? Không say đời không lẻ nha. Đời lẻ mình là vì mình say. What the fuck? What the fuck? Đó, không sai được không lẽ mà đời nè mình là mình sai. Em nói với anh hả mà kiểu mà em mà đang sai đúng không? Trời, đứa nào mà nói một tiếng hai với em không má, đấm bỏ máu không. Em nói với anh rồi, đứa nào mà sai với em nha. Bình thường em đồng hồi em biết mà em say lên rồi hà mà nói tiếng một tiếng hai nghe mà đấm nó bỏ máu không cái anh đừng em nghe em comment mà em suy sụp tinh thần đừng anh đừng có coi em là như vậy không say. Cảm ơn móc nhưng mà nói nè anh Doraemon đừng nói em ghê lắm không em không ghê em không ghê em đây em chứng tỏ mọi người em không ghê nhưng mà em hơi dê nha. Em không ghê nhưng mà em hơi dê là 14 từ đó đúng rồi. I'm quiet.
Thank you.
cuộc sống có đầy tiền, mình cho mình cuộc sống có ngủ đủ giấc. Anh tin không, nếu anh có tiền và anh sẽ không ngủ đủ giấc, tại vì anh dành cái thời gian đó anh làm ra tiền. Rõ ràng anh làm ra tiền là anh không ngủ đủ giấc, anh ngủ đủ giấc anh không làm ra tiền. Và anh cho mình cuộc sống tốt nhất là anh vừa làm ra tiền mà anh vừa ngủ đủ giấc, và anh có thể là đó là cuộc sống tốt. Không bao giờ ai có cuộc sống mà sống mà kiểu mà làm chính đáng, không ai mà kiểu mà chính đáng mà kiểu mà làm ra vừa có tiền mà vừa có cuộc sống tốt. Không ai có, anh không ai có hết. Bản thân em không có thì đừng có ai có, tại vì em rất cố gắng, em đang rất cố gắng dùng cuộc sống. Em không có, mọi người đừng có nha, mọi người tin đi, em yêu mọi người nhiều. Em không ngơ đâu mọi người, em không ngơ đâu. Em ngơ những lúc là em hơi ngu, em chỉ ngơ những lúc em hơi ngu, chứ mà em hết ngu rồi là em hơi ngơ thôi, chứ mà em còn vẫn tin ta. Em biết mọi người là không hiểu được em nói, nhưng mà em đang hiểu em nói, có nghĩa là em hơi ngơ những lúc em hơi ngu, nhưng mà cái lúc em không ngu là cái lúc em không ngơ, và cái lúc em không ngơ là cái lúc em rất là tỉnh táo. Đó, em bắt tay hình dụng liền vô, em bắt em này, mọi người phải lắng nghe được là em nói cái gì. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người nhiều lắm thiệt. Bây giờ khóc thì dở, khóc như lúc nãy thì dở, mà mọi người hiểu được là nhờ Bigo, mọi người phải biết rồi, nhờ kiểu mà người ta nói là trang mạng xã hội á, là mấy kiểu mà em không biết mọi người, nhưng mà mọi người biết em kiểu em không nói nên lời, mọi người hiểu không, kiểu em không bao giờ có được một cái món quà sinh nhật, nhưng mà khi em chơi này rồi kiểu mọi người cho em một cái món quà mà cái đâu gọi là không phải là quà, mà cái đâu gọi là tinh thần á, kiểu vui mà kiểu tôi vui vui vẻ thôi, nên là tôi vui chứ không nói được mà tôi vui nhiều, tôi vui lắm mà tôi vui cả đời tôi không có. Nói ngày lòng buồn nhớ là ngày cơn mưa, mà sống nơi đây nhưng ai vẫn chưa về. Thôi gọi quậy thêm một quậy, nhưng mà kiểu bây giờ em rất là trân trọng khoảnh khắc mà mọi người ở đây, có nghĩa là không ai biết ai hết, nhưng mọi người vẫn vô mà kiểu chúc mừng sinh nhật mình á, kiểu rất là trân trọng khoảnh khắc đó, mọi người hiểu không, hiểu ý em nói không, có nghĩa là kiểu mà ba mẹ em chưa bao giờ kiểu mà tổ chức cho em ấy, mà cái khi mà mình tổ chức cho bản thân á thì nhiều người tới á, kiểu mà mình rất là kiểu mà happy á, mọi người hiểu không, cực kỳ mà kiểu mà happy á, vui mà kiểu mà khai sinh kiểu vậy. Em trân trọng quá, nó trân trọng cực kỳ. Bây giờ ba yêu đuối, ba mẹ em ơi,
ủa sao ba mẹ không tổ chức được cho mình mà để người ngoài phải tổ chức cho mình, có nghĩa là cái cảm giác mà cực cực kỳ là kiểu mà cực kỳ mà ba mẹ không có mà hả? Người ngoài cho mình cảm giác mà mình vui kinh khủng luôn, là phải hiểu được đúng không? Ơi ông gấp nữa, gấp đi dở liền, gấp là ông vui nữa, bé thì ông sao ư, mà đắp mỏ bóng không liền anh đúng rồi đó, có ai đắp giùm mỏ không, từ 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 coi có ai đắp giùm, đắp giùm không bị nai một cái nữa. Vui, em đang vui cực kỳ quá mọi người, vui kinh khủng á, cái này là nước mắt của vui vẻ, chúng bạn đừng có ngờ nước mắt lam niềm không có đâu. Come on.